trong khán phòng này có những người là chứng kiến con đường mà chúng tôi đi để ra được một cái quỹ như vậy. Trong 5 năm cuối chúng tôi vô cùng vất vả. Và vừa rồi có một bạn của chị ấy kể câu chuyện của chị, thì tôi cũng nói rằng phải đến phút cuối cùng đối diện với cơ quan nhà nước, tôi đã không kìm được cái xúc động, vừa khóc vừa nói rằng chúng tôi biết là xin một cái quỹ ra đời nó khó, nhưng chúng tôi không ngờ nó khó đến như thế này. Chúng tôi không ngờ. Và đến ngày hôm nay, bước qua tất cả, chúng ta phải ngồi đây với một cái quỹ xã hội, với một cái vẫn khát vọng của chúng tôi, vẫn là khát vọng cho một Việt Nam phát triển như này. Chúng tôi tin rằng là những thay đổi sẽ đến nhanh hơn nếu chúng ta hiểu cơ chế của hy vọng. Nó không phải là loại hy vọng mơ hồ, tôi bỏ tiền ở chỗ này chỗ kia thì cái này cái kia sẽ tốt lên. Nó là loại hy vọng được khơi lên khi chúng ta biết chính xác chúng ta đang làm gì, vì sao chúng ta đổ bỏ tiền vào đây. Trong một năm qua thì hy vọng đến hỗ trợ trực tiếp và kể một nhiều câu chuyện. Tháng 2, chúng tôi kể một câu chuyện những mái ấm mà chúng tôi bảo trợ xã hội hai đầu đất nước. Tôi chỉ mong rằng chúng ta hãy lan tỏa tình yêu thương đi thôi. Và cũng mong rằng quý vị hãy lâu lâu quý vị có dịp hãy động viên chúng tôi, để chúng tôi cũng như hai đứa con và bà xã có cái nguồn động lực để phục vụ và nuôi nấng các bé đến trưởng thành. Đó là cái nguyện vọng ước lớn mới lớn nhất của tôi. Chúng tôi luôn luôn có một cái lạc quan, khí thế của những người tuổi trẻ và niềm tin, hy vọng, và chúng tôi cố gắng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng mong muốn làm sao đó một ngày nào đó cái sự trưởng thành của các em học sinh, để sau này các em học sinh có góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xóa bớt đi cái nghèo khó nơi vùng cao biên giới, thì đấy là cái điểm động viên an ủi lớn nhất đối với những người thầy người cô chúng tôi đứng trên bục giảng. Tôi chỉ hy vọng rằng là trái tim sẽ kết nối với trái tim, vòng tay sẽ kết nối vòng tay, chúng ta sẽ trồng từng cụm hoa nhỏ để hy vọng rằng là tương lai chúng ta sẽ có một vườn hoa đẹp, một rừng hoa đẹp của tình thương, của hy vọng, lòng nhân ái. So the fact that they're going to help these wonderful kids out and make a better chance for education and a better life is one of the most valuable things we can do. And to see a great organization like VN Express and a great company like FPT partnering together is, I think, going to be something very meaningful and really make a difference. Đây là một quá trình rất gian khổ. Gần 10 năm trời mới có được một cái chính danh nhà nước công nhận, Bộ Nội vụ công nhận để chúng ta có một cái quỹ nó tầm cỡ quốc gia. Hy vọng là quỹ hy vọng sẽ sát cánh cùng nhân ái, cùng quỹ cho nghèo vùng cao, cùng góp sức để mà giúp đỡ cho tất cả con em chúng ta đang gặp khó khăn hiện nay.